một ngày ích kỷ thôi. Đó. Bây giờ mọi người đãi mình đi. Bây giờ ở đây có con cua đỏ nè, con cua đen. Này chắc con cua đá. Mà thiếu lửa, bây giờ đang thiếu lửa. Nên là mọi người cháy lên nữa được không á? Ba con cua này khó nấu lắm, cháy ăn nữa đi. Cháy luôn đi chứ hả? Get off!